Nói là hôm nay trong trường mầm non của Linh Đan có các cô đang vẽ những bức tranh tường rất là đẹp, và anh em và Linh Đan sẽ dẫn các bạn đi xem cùng nhé. Ôi, bức tranh các bạn đang xếp hình đẹp quá, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bức tranh này các bạn đang đi học chưa tô màu anh ơi? Ừ, ông Nam là xia con đường đến trường. Cô hai bạn chưa để mắt nè. Chiếc lá của bánh trưng. Các bạn có cái tóc này ngộ ghê. Các bạn đang xúc cát trồng cây. Chào bạn đã có tóc đẹp quá. Thôi anh Đan, cô đang vẽ cái gì đấy? Cây đấy. Cô vẽ cái cây để làm gì? Cây để ngồi đó mát. Ồ, gì à? Ôi, cô vẽ cái cây giống sừng con hươu. Đúng rồi, cô đang vẽ những chiếc cành nó giống cái sừng của con hươu nhờ, chứ là nó mọc ra những chiếc lá đấy. Vâng. Cô đố hai anh em cô đang tô màu con gì đây? À, con biết rồi, là con bò mẹ, con bò con. Ơ, không phải là con này. À, anh đoán nơi đúng rồi đấy, là con nai vàng ngơ ngác nhá. Bố đố Linh Đan nhá. Bức tranh này ngoài con nai mẹ, nai con ra thì còn có những con vật gì nữa đây? Con cá màu nâu, con mèo màu nâu. À đúng rồi. Còn con gì nữa nha? Bố chim màu xanh bố ạ. À đúng rồi, 1, 2, 3, 4. Còn con gì nữa nha? Con thỏ với con sắt đúng không bố? Ừ đúng rồi. Anh ơi, cô vẽ cái lá cây chưa chưa kìa. Cô vẽ nhanh như gió. Linh Đan xem các cô vẽ không sao, Linh Đan học giỏi lớn nên vẽ đẹp như các cô luôn nha. Vâng. Vẽ cả cái cây, con vẽ cả con chim, cả ông trời luôn. Con vẽ cả cá, cả biển luôn. Ừ, cô vẽ sắp xong rồi đấy. Xíu nữa là cô vẽ cái cây này nó ra bông ra hoa nữa đây nha. Đẹp lắm đấy. Cô đang tô màu của con nai đấy các bạn ạ. Bôi cái cây ra hoa màu vàng kìa. Ừ đúng rồi, cô vẽ cây này giống thể cây mía ở nhà, nó đang ra bông nhiều lắm đấy. Con nai mẹ đấy. Chứ là cô tô đến con nai con nhá. Con nai con nó cũng có hai cái tai to chưa kìa. Đấy, cô đang tô đến cái đùi của con
ấy đến cái tai rồi, tai của con này con rồi đấy. Ui cô tô siêu chưa, nhanh nha, tô cái đầu này. Ừ đầu đấy, cô vẽ cái chỗ cổ nữa đó. Con này mẹ chưa tô cái mắt. Ừ đúng rồi, cái mắt đấy mai cô với tô gờ. Chiều hôm nay là cô chỉ tô có cái hình cái thân nó thôi. Các tô cái mắt trắng. Ừ, các con chim với lại con thỏ này, hai con thỏ này, con cáo này, con sóc này, nó đang đứng nó xem con này mẹ với con này con đấy nhờ, nói chuyện với nhau đấy. Một con thỏ nó đang nói chuyện với con này. Ừ, con thỏ nó nói chuyện với con này con đấy. Đó là bạn đó. Ừ, hai bạn bạn thân thì không được chửi nhau đúng không? Đúng. Không được chửi nhau, cho Linh Đan với Bảo cũng chơi thân không chửi nhau đúng không? Đúng. Ừ. Đấy, có vẻ cái mõm của nó màu đen kìa Linh Đan. Wow. Cái tai đó. Đậm đen kìa, cái đốt đậm đen đen. Ồ, anh Tuấn đi đâu rồi? Anh Tuấn đi ra ngoài kia xem đằng kia rồi à? Kệ đi, để mình đang quay đây cho các bạn xem nhá. Đấy, cô đang tô cái mắt nữa. Nhưng mà hôm nay cô không mang đủ màu ở sao ạ? Cô bảo đến mai cô mới tô tiếp, để cho sơn nó khô á. Khô rồi xong rồi lại tô đậm tiếp đó. Rồi đó, cái cổ của cái tai của con này em bé đúng không? Đúng. Xong rồi. Xong đẹp ra. Ừ. Con này mẹ, con này con có nhiều bạn quá nhờ. Bạn kia là các bạn, bạn sóc này, bạn chim này, bạn thỏ này, còn các cả bạn cáo nữa nha. Thôi. Các bạn ơi, cô giáo của mình đã xong bức tranh rồi đấy. Video của mình đến đây là hết. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn xem video của Thanh có đang cố chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành. Nhìn thì thấy